Ôi mình đi vô chuyện anh đi. Chắc. Chắc. Nhà cung thọ thì cướp em sợ nó thọ tao để xong nhá không mấy cục xong đây vô tình dây mình để giúp nó giúp dây đấy mọi người. Người nhận bất lý nữa hả? Đi con chú. Tôi mới đi con chú để chú mới chặt mới khơi gì tiếp. Tao cho anh con Thank you.
lưa ra smite viên này ra smite ấy khăng ra smite nó bắt nhịn ra đi chưa có hồi ra cái thằng nó về nhỉ cậu luôn đi. Cái vết thương ra là này. Cái vết thương ra là này. Cái vết thương ra là này. Cái vết thương ra là này.